Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân và Công ty Tư vấn và Kiểm toán Đờ Loi Việt Nam tổ chức khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây sửa chữa nhà cho gia đình có chiến sĩ đang công tác và gia đình có liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đã tổ chức khánh thành nhà cho bố mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Cường ở thôn Đông Hạ, xã Hồng Cường, thành phố Hưng Yên, hy sinh tại quần đảo Trường Sa khi làm nhiệm vụ và trao tiền hỗ trợ xây sửa nhà cho gia đình chiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến tại thôn Nhân Nội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, hiện đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Số tiền hỗ trợ cho mỗi gia đình là 70 triệu đồng cùng nhiều quà tặng của chính quyền, hội đoàn thể động viên gia đình đây là hoạt động tri ân sâu sắc đối với những chiến sĩ có nhiều đóng góp hy sinh để xây dựng và bảo vệ đất nước góp phần cổ vũ mạnh mẽ ý chí tinh thần của cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc